Các bạn ơi, một cây mồng tơi và một mình xin chào các bạn. Mình ở quê vào và bây giờ nhìn cái vườn rau nhà mình sau hơn 10 ngày mình về Bắc ấy, thì bây giờ vườn rau vào nó tốt tốt tùm rồi các bạn ạ, và sâu rất là nhiều. Cây cà thì nó bị sâu, nó rụng hết lá rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn có quả. Đây, những cái quả cà bây giờ thì nó không to lắm nữa đâu các bạn, nó chỉ bằng này thôi. Đấy, nó bị sâu như thế này này. Đây. Đấy. Vẫn có những quả nhưng mà bây giờ nó bé rồi các bạn ạ, nó không to đùng như bằng cái bát như lúc trước đâu các bạn. Nhỏ nhỏ rồi. Còn cà chua này các bạn ơi, thối hết. Nó mưa xong nó bị sâu, nó thối hết này. Thối hết, bị sâu này, nó sạm cái thân và đen xì như này các bạn này. Bị dẹp đây này. Bọ trĩ nó hết thân như này, chắc mình phá hết đi thôi. Rồi rau muống thì tốt như thế này các bạn này. Bãi rau muống thì tốt như này. Đấy, rau muống đấy. Và cái luống khoai các bạn ơi, nó cũng tốt lắm. Năm nay là có khoai ăn rồi. Dây mướp thì lên bằng kia rồi. Nhưng đặc điểm năm nay mọi năm là mướp treo lủng lẳng, năm nay mướp chưa thấy hoa. Nhưng cũng tốt. Đấy, rau cải thì bị sâu nhiều lắm. Cũng lên tốt nhưng sâu nhiều lắm các bạn ạ. Khoai đây. Khoai là tốt này. Các bạn nhìn dây mướp. Dây dưa leo của mình này. Bây giờ mình phải lại để xem có những cái hoa cái nào mình buộc vào mới được ăn các bạn ạ. Mướp đắng cũng lên dàn rồi các bạn kìa. Toàn hoa đực ấy. Ít hoa cái lắm. Bây giờ mình đi buộc xem có những quả nào mình buộc bì bóng vào. Còn không là bị... Đây, chuẩn bị một nắm bì bóng đây các bạn. Để đi buộc dưa đây. Không buộc là không được ăn. Mà buộc cũng chưa chắc được ăn chứ đừng nói. Hoa đực nhiều lắm. Hoa cái cũng có nhưng mà nó ít. Sao lần này trồng còn hoa đực thôi các bạn ạ. À? Lên đây. Hoa đực không là hoa đực thôi. Đây, có quả cái đây nhưng mà bị con bọ nó rồi. Đây, quả cái đây này các bạn này. Nhưng lại cũng bị con ruồi vàng đốt rồi đây. Buộc nó vào thôi. Buộc thì buộc thôi chứ cái này nó đốt rồi. Cho vào bị bóng như này. Đấy, cột nó vào. Giờ phải đi cột từng trái này, không biết dưa leo cột này có được không chứ. Mướp đắng cột thì được chứ dưa leo không biết sao. Nhưng mà thôi làm. Cứ làm đây để hy vọng đấy chứ còn. Dưa leo đáng lý phải để tự nó lên. Ôi bên kia nhiều lắm. Đấy, bây giờ cột mấy trái chỗ này các bạn. Buổi sáng là được ong thụt phấn rồi thì buổi chiều mình mới cột các bạn ạ. Không là nó không được thụt phấn là nó chết. Ong hút mật đấy. Đấy. Này nó có hoa đực là ong nó thụ phấn tốt lắm này. Nhưng mà đây có một trái mướp đắng to to thì các bạn nhìn. Con ruồi vàng nó đậu đốt này. Đốt tàn hại như này các bạn. Cứ để này thì không có được ăn đâu.
Mình để một trái này đây cho con ruồi vàng tập trung nó đốt một trái này ra. Nó thích cái quả mướp đắng đắng thế mà nó cũng hít, cũng hút mật. À nó cũng ăn cái chất gì trong quả mướp đắng ấy. Đây, lâu lâu được cái yếu xìu cái này các bạn. Như là mướp đắng rừng. Bé xíu xíu. Đây này, có cái nụ mướp đây này các bạn. Đấy. Ui cái bơ xài quá. Trái trên kia nhiều lắm các bạn ơi. Rúc rỉu trên chỗ khó chỗ này này. Nhưng mà chưa chín đâu. Đây này. Đúc liễu luôn này. Mấy trái luôn. Trái xanh, lá xanh nên nhìn không rõ đấy các bạn. Chứ nó nhiều trái lắm đây này. Đấy. Nhưng nó chưa chín. Bây giờ chỉ giờ là ngồi nhặt rau cải thôi các bạn ơi. Nhặt rau cải thôi. Ăn trên nhau với sâu. Nhiều sâu quá. Rau mồng tơi năm nay còn khó lên nữa là rau cải. Mỗi năm mùa mưa nó lên ầm ầm. Hôm nay nó khó lên. Đấy, cứ thế này hái thôi. Hái sạch đi để mình trồng rau khác. Biết trồng rau gì vào đây nữa đấy. Ôm to rồi, đủ một bữa rồi. Luộc rau. Rau cải này mùa này ăn nó đắng đắng các bạn. Nhưng mà nó thích, ăn nó đắng đắng lại thích. Trẻ con thì không ăn được chứ người lớn xào hoặc luộc ăn ngon. Mà ăn sơ xác đấy, mót đi còn được bữa. Thu hoạch được một bó rau cải về tối ăn, tối luộc rau này thôi các bạn. Mình xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Lại về làm vườn.